Tư. Mày có biết thằng nhà văn nó vô nhà này làm cái gì không? Thì cậu Long nói á, là ở nhờ ít hôm thôi, vì chủ nhà của cậu ấy đuổi, chưa tìm được nhà mới. Nhưng mà tôi thấy nha, đó không phải là ý đồ chính đâu. Chứ ý đồ chính là cái gì? Cây ba ton gì đó. Hả? Cái gì? Thì cây ba ton chứ cái gì. Mấy bữa nay hả, cậu ấy cứ dò hỏi tôi hoài luôn á. Nhưng tôi nói á, đâu có đâu. Muốn tìm cây ba ton á, thì tới nhà mấy người nào mà có mấy người già già đó. Còn nhà này hả, toàn đàn ông phong độ, phụ nữ trẻ đẹp không mà. Thì làm gì cần cái cây đó mà chóng biết nữa. Thôi chết tôi rồi. Mình biết ngay nó vào nhà này là có ý đồ gì mà. Nó mà tìm ra cây ba ton thì coi như mình tiêu đời. Chú ba. Hả? Chú muốn ăn gì không? Tôi có nấu mấy món chú thích kìa. Thôi, tao giọng hết vô rồi. Mày giọng hết mình mày đi. Trời, bữa nay ăn giùm chú nữa hả? Nè, chú. Chú. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Cậu đi ra khỏi căn nhà này ngay. Đi. Tại sao tôi phải ra khỏi căn nhà này? Trong khi tất cả chủ nhân căn nhà này không phản đối. Người ta không phản đối á, bởi vì người ta chưa có biết cậu là con của bà Thành, con của chị hai tôi là... Tôi mong mọi người biết tất cả. Tôi mong sự thật lộ ra ánh sáng. Lúc đó, cái chết của cha tôi sẽ được minh oan. Tôi có làm gì đâu. Mà sao cậu nói chuyện, cậu nhìn thẳng vào mặt tôi, giống như tôi là kẻ giết người vậy? Ông có giết người hay không thì tự ông biết, trời biết, đất biết. Còn tôi không biết, cho nên tôi phải đi tìm ra sự thật. Mà thôi cậu ơi, chuyện đã 30 năm xả lắc xả lơ rồi, môi ra làm chi? Tôi không cam tâm cho nên phải đi tìm. Đi kiếm chú khác mà môi, tự nhiên đi vô nhà của người ta. Cậu biết cậu làm như vậy là cậu phá nát gia đình của người ta không? Tôi không có phá nát gia đình người ta, mà tôi chỉ muốn tìm được kẻ đã phá nát gia đình tôi. Cậu muốn đi tìm, đi chú khác mà tìm. Cậu có biết cậu làm như vậy là cậu sai không? Chú ba, anh Duy Long. Hai người làm cái gì ở đây, cãi nhau lớn tiếng quá vậy? Đâu có gì đâu con. Chú với nhà văn đang nói chuyện vui. Vui với nhà văn. Tại vì nói chuyện hơi vui cho nên hơi lớn tiếng. Vậy phòng của ai nói vậy đi nha. Nghe vui nha, vui. Nè, nhìn rõ ràng là hai người á hả, không có nói chuyện vui. Con biết là chú ba với Duy Long đang cãi nhau. Cãi cái gì? Hồi đó giờ chú không có thích ảnh, hôm nay chú biết ảnh với con chính thức yêu nhau nên chú lại kiếm chuyện phá đám đúng không? Con nói hồi đó chú cứ gây sự với ảnh hoài, con giận chú luôn á. Hôm nay đáng lẽ ra chú phải chúc mừng con chứ. Chú kỳ quá. Cái nhỏ này. Trời ơi, đáng lẽ tôi phải giận nó, bây giờ đi giận ngược tôi luôn trời. Luôn có thằng quỷ vô đây ở còn chi không biết nữa. Mày làm cái gì vậy hả? Nè, mày buông ra coi. Anh hai, sao liều mạng vậy? Thằng Chẩm là con của ba Thành, tự nhiên anh để vô nhà rồi anh cho nó quen với con Hân nữa. Em muốn đồng ý đâu nha. Với con Hân á, mày có quyền gì mà lên tiếng hả? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, làm ơn đi, đừng có liên quan gần gũi với con nhỏ nữa. Rồi bao nhiêu thói hư tật xấu của mày á, ảnh hưởng tới nó hết, mày hiểu không? Anh có nói quá không vậy? Em thấy con Hân nó thương em còn hơn thương anh nữa đó. Anh đừng có thấy cái chuyện đó rồi anh ganh tị với em nha. Mà dù gì nữa thì em cũng không có đồng ý cho con Hân nó quen với cái thằng Chẩm đó đâu. Em thấy không có ổn. Mày thấy không ổn á thì làm sao? Thì cái gì? Không trả lời được đúng không? Anh hai, thằng Chẩm nó vô đây á là để nó tìm cái cây ba thon đó. Cô ấy anh thủ tiêu cây ba ton đi. Mày kín miệng giùm tao chút được không? Chuyện đó để từ từ tao tính. Chị hai của mày chưa biết nó là thằng Chẩm, chưa biết nó là đứa con của thằng chồng Quang Nghiệt. Mẹ kiếp, 30 năm rồi mà thằng đó cứ theo ám tao hoài. Trong lúc chị hai chưa biết mặt thằng đó ấy, anh đuổi đi càng xa càng tốt. Hôm nay chứ anh để cái ung nhọt ở trong nhà nghe, lâu ngày á cái ung nhọt đó nó bể ra một cái là thú rùm cả nhà mình luôn á. Mày khùng hả?
Tại sao tao phải đuổi nó, rồi tao phải mất công đi tìm nó để thủ tiêu? Tao cứ để cho nó vui đùa thỏa thích trong nhà của tao đi, có nó dở trò gì rồi sau đó tao mới ra tay trừ khử nó nhanh gọn lẹ, mày hiểu không? Trừ khử? Anh hai, anh định... Ai chia cắt tình cảm của vợ chồng tao, ai cản trở tao đều có nguy cơ ra đi hết. Anh đuổi ra khỏi nhà được rồi, chứ đừng có... Mày biết cái gì mà nói? Đâu phải vô tao đâu. Gia tài của tao, tình yêu của tao với Hải, tao đã gầy dựng biết bao nhiêu lâu nay. Vậy mà sao? Có nguy cơ bị mất vì thằng chậm. Khốn kiếp thiệt. Tao đã định dừng lại, không đi tìm nó rồi, để cho quá khứ ngủ yên rồi. Vậy mà nó đâu có muốn. Thôi, em đi về nhà bà Năm đấy. Chứ em ở đây á, có ngày em đau tim, em chết á. Mày đi lẹ giùm tao đi, kính kẻ giùm tao chút. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.